Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật những cái nhẫn thực vừa mới được admin Shinobi 2 update thêm. Nhưng mà kèm theo những cái nhẫn thực đó thì tất cả anh em mình cũng phải đến cái phần nhập code anh em ạ. Tại vì đã có một cái code mới mẻ vừa mới được admin up theo những cái nhẫn thực đó luôn. Admin ăn mừng 600k shop thêm. Và đây là cái code đó. Ủa chưa hả? Mình vẫn chưa copy anh em à. Rồi, không sao, copy lại thôi. Đây. Ủa sao copy dán không được ta? Chứ kỳ vậy, admin ăn mừng 600k shop và máy tính này phải ăn mừng theo với mình chứ. Cái chuyện kỳ khôi thế. Không cho mình dán luôn đó anh em. À đây, cuối cùng cũng phải cho thôi. 600k shop thêm chấm than. Thì cái code này mình để bên dưới phần comment nha anh em. Thì vẫn còn nhập được. Còn nếu mà tương lai anh em nào mà không nhập được thì cũng thông cảm cho mình em. Tại vì code đã hết hạn rồi. Cũng giống như là cái code ra 250 lần quay lúc trước đó anh em, nhập cũng đâu có được. Rồi ok, mình bấm chuột cái là mình có được 100 lần quay anh em. Với 100 lần quay này thì Trendly có ra Shisui hay không? Thôi bỏ đi. Cái chuyện quay thì mình nghĩ là chúng ta tạm gác lại một bên em. Thôi mà bây giờ quay luôn đi anh em chứ gác lại gì nữa. Giờ mình sẽ quay hết 100 lần quay này luôn. Để xem coi có được cây Genkai gì. Rồi mình vào mình cập nhật những cái nhẫn thực mới cho anh em và bạn xem hem. Trời đất cô là trời. Vô cái Yashin anh em. Ở cái Yashin này mà bạn nào mà có ở bên cái thế giới ít là ngon lắm luôn đó anh em. Nó là cực kỳ bá cháy chép luôn. Tại vì anh em biết là nó ngon ở cái chỗ nào không? Là những cái nhẫn thực chẳng hạn như là Namikaze thì mình phải luyện cái Genkai level đến 600 thì mình mới có thể là mình thức tỉnh được. Nhưng mà riêng cái Yashin đó anh em luyện chỉ cần level 5-60 thì anh em đã thức tỉnh được. Mà khi thức tỉnh được đó hả, thì ở bên góc phải anh em á thì nó tan chấp ra 2000 mấy, rồi Nin 2000 mấy, rồi Tai 2000 mấy, rồi HP 2000 mấy. Là anh em đã hơn rất là nhiều bạn luôn rồi. Anh em hơn bạn cấp 300 mấy rồi. Quá khủng luôn á. Cái Inu cũng vậy. Mình bây giờ mình đi ở trong thế giới X, mình thấy bạn nào có Inu mình sợ lắm. Chừng cấp 100 mấy thôi là mình cấp 300 mấy, bạn đó bứa một cái là lên đường. Thôi bây giờ cái chuyện đó thì ở bên thế giới X thì mình cứ dẹp qua nha anh em. Mình sẽ tiếp tục em. Ở đây là được có cái xương này anh em. Kakuya này em. Ok kệ đi. Bỏ đây em. Vậy là với 100 lần quay này thì mình chỉ được cái Yashin với cái Kakuya. Còn tiếp theo được cái gì nữa thì phải chờ những cái lần quay Genkai nó có ra cái mà mình mong muốn hay không. Tiếp theo của mình thì được cái Nara nè anh em. Vậy là mình được ba cái cũng ok nè em. Nhưng mà quý giá nhất hiện tại là cái Yashin mình vừa mới quay ra. Nhưng mà mình đã có trước đó rồi anh em à. Nên là vẫn không có gì quý giá hết. Rồi. Nó mới xẹt cái Genkai Shisui bên đây nè anh em. Đau thiệt chứ. Không, nếu mà nó giật trước mặt á thì nó không ra đâu. Nhưng mà cỡ nó đang lật mấy cái gỗ, rồi nó qua mấy cây băng, rồi rít thồn đó. Nó trả là cái đụng cái là ra. Đó chứ mà nó giật trước mặt thì nó không ra đâu đây mà. Nó ra những cái Genkai cùi lắm. Giống như cái Yashin lúc nãy anh em thấy. Nó lật một phát một là lòi ra ngay. Chứ nó không có chạy trước mặt mà nó vờn rất là nhiều lần mà nó không ra. Được thêm cái giấy như nè anh em. Rồi xem bộ cũng được những cái Genkai cũng hầm hố hết chứ. Nhưng mà toàn là cái mình có rồi hết à. Cỡ mà xuất hiện cái Akimichi thì ngon quá anh em ơi. Sharingan nữa hả? Đồ vừa mới nhắc cái Akimichi dờn trước mặt liền anh em, mà nó dờn lại không có nữa. Lần quay thứ 80, cái lần quay này mình vô cùng ám ảnh nè, cái vây cá nữa phải không? Đó nó đó, nó chứ không ai đâu, nó đấy. Ủa không có hả? Đồ cung. Wow, cái lần quay thứ 80 này của mình đỉnh nha anh em. Được cái của đệ tam nè, rồi cái Kaguya nữa nè. Nhưng mà tiếc thay là mình đã có hai cái này rồi. Nhưng mà tại sao lại lết vô những cái đó nha, trong khi là mình cần cái của Itachi cũng như là Shisui và cái Amikichi đó. Nó phải, trời ơi, sao không nhảy vô luôn đi, còn lật của anh nữa là cái gì. Ui ui ui,
rớt thiệt chứ. Bốn lần cuối cùng nè anh em, mình thấy là coi như là mọi thứ rớt rồi đó. Vậy là 100 lần thì tổng hợp lại những cái em cai mình có được là Nara, Yashin, cái giấy, rồi cái của đệ Tam, rồi cái Kaguya. Đó chỉ được bấy nhiêu đó anh em à, lần quay cuối cùng. Chúng ta phải có quả chí đó anh em, làm sao mà nản được. Lần quay cuối cùng mà lỡ biết đâu chừng tự nhiên cái Shisui đến gặp mình. Thôi chắc Shisui không gặp rồi, chắc mình nghĩ là biết ngay mà. Lục đại ám ảnh xuất hiện. Rồi không sao, thì coi như là hôm nay cũng được những cái Genkai đỉnh cao. Nhưng mà có điều là cái Genkai mình có trước đó rồi, chứ nếu không có trước đó thì mình thấy cái Yashin, cái giấy thì rất là hợp rơ trong ngày hôm nay. Nhưng mà cái Shisui lại không xuất hiện. Chán quá đi. Mình như có thù với hai con mắt của tộc Uchiha hay sao á. Mình có được hai con rồi, Mengekyo của Obito, rồi Sharingan. Còn lại Mengekyo của Itachi với Shisui là coi như là trớt rồi. Rồi bây giờ vào đây để mình coi coi là có những cái nhẫn thực gì mới ha. Thì anh em cứ canh đúng giờ đó thì mình lụm là ok rồi. Giờ là 2 giờ 17 phút nha anh em. Rồi để mình xem nào. Về phần Genkai thì coi như trớt toàn diện rồi hem. Thì mình sẽ đến với cái phần Subjitsu. Subjitsu coi coi có cái gì mới hay không. Không, ở đây là không thấy nha anh em, kéo xuống. Bất ngờ nằm phía dưới mà. Ở đây xuất hiện rồi. Đây nè anh em, Namikaze Raikiri làng đá hem, 1/60 lúc 5 giờ 40. Vậy là chiều nay. Vậy là chiều nay thì nó mới up ở đây thôi. Thì chiều nay thì anh em có thể đi tìm và là người có được cây Namikaze Raikiri của đệ tứ đầu tiên hem. Kế đến là cái này nè anh em. Đó, thêm một cái nhẫn thực lúc 5 giờ 20 nữa. Vậy là chiều nay thì những cái nhẫn thực lúc 5 giờ thì nó hội tụ rất là nhiều anh em à. Một cái thì 20. Rồi sau đó là mình bỏ 15 phút mình đi tìm. Rồi chờ thêm 5 phút nữa thì mình tìm luôn cái này ha. Đó, ngon lành chưa anh em. Rồi kế đến là vũ khí. Vũ khí để mình xem nào. Có cái nào mới không? Có mới nhìn là biết liền à. À đây nè anh em. Vũ khí nè. 4 giờ 15. Vậy là còn một phát ở 4 giờ 15 ở cái làng Cloud nữa anh em. Là làng mây nè. Được, 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 được. Vậy là chiều nay thì phải nói là rất là nhiều thứ để cho anh em làm không. Còn cái cây này có thay đổi chưa? Có thay đổi rồi anh em. 2 giờ 50 nhưng mà 1/100 không, chứ không còn 100 ngàn nữa anh em à. Vậy cái cây này là đã hạ, đã hạ rất là nhiều lần xuống rồi, 1/100. Tuy là hơi khó lụm nhưng mà mình cũng phải cố gắng để lụm nữa em. Và ở làng lá nha anh em, 1/100. Thì cái tỷ lệ này thì hơi cam go à. Cũng giống như là anh em quay mấy cái Genkai, Mengekyo, Itachi, Obito, Shisui được các kiểu á. Đó, nó y chang như vậy. 100 server sẽ có một server có, nhưng mà rất là hiếm nha. Nhưng mà hiếm hiếm chứ có công bài sắt, có ngày nên kim mà anh em, chứ không chai tay nha anh em. Đường nào cũng có tìm ra ha. Rồi để coi 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 cái phần người trợ giúp nè. Không, người trợ giúp thì vẫn như vậy ha. Mình thấy là chỉ có được hai cái nhẫn thực mới là đây 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 nè ha. Đây nha anh em. Đó, cục gỗ này ở làng mưa nè. Rồi cái này ở làng đá em. Tại sao cái của đệ tứ mà đem dời qua đó làng đá như vậy? Phải để làng lá cho dễ tìm chứ. Rồi vũ khí. Vũ khí thì có món này ha. Và cây cặp. Cái cặp kunai của đệ tứ. Vậy thôi đó anh em. Vậy là hết rồi đó. Nhưng mà thấy như vậy thôi, anh em phải tìm mấy ngày trời á. Có khi cái tuần lễ chưa ra đó. Nó căng lắm anh em à. Nhưng mà cũng có cái để mình đi tìm này ha. Nói chung là có cái để mình đi tìm là mừng rồi anh em à. Bây giờ để mình đi lòng vòng xíu à. Rồi cấp độ 400 này quýnh ai trời. Mấy nay mình còn là chơi bên thế giới ít không rồi anh em. Rồi mình nói thiệt, thế giới ít mà anh em nào mà có chừng cái Inu thôi hoặc cái Yashin thôi là bá lắm. Mình thấy mấy bạn Inu cực kỳ bá luôn nha. Đây nè, cái này nè. Tại vì á, giống như mình nói lúc nãy, cái thức tỉnh này nè, bình thường mấy cái Genkai khác á thì anh em luyện đến 500-600 mới thức tỉnh được đúng không? Mà khi thức tỉnh anh em gồng lên nè, là như thế này, là cái điểm số ở bên đây anh em lên cả khúc rồi, là anh em trâu hơn người ta rồi, cộng 2.500 điểm HP anh em thấy chưa?
Mà trong khi á, trong chiến đấu á, rất là cần HP đó, được cộng như thế này thì máu anh em lên tới bao nhiêu đây rồi. Mà trong khi mấy bạn cấp 300 mấy 400 còn phải nâng từng điểm từng điểm. Mình á bây giờ á là mình cấp 400 mấy ở bên thế giới X rồi anh em à. Mà mình nâng á vẫn chưa được mỗi cái 2500 2800. Có được chấp ra 3000, cái này thì cũng gần 2000 mấy rồi. Còn mấy cái này mình vẫn chưa nâng được như vậy mà cái Inu nó gồng lên cái là nó hơn mình về mọi mặt rồi. Nên là mình thua người khác là vậy. Nên là anh em nào cấp 300 mấy 400 mấy á mà BK mà thua cái bạn mà sử dụng Inu đó thì cũng đừng có buồn. Tại vì mấy bạn ấy á thức tỉnh chiêu sớm hơn mình. Còn mình á là xài cái Namikaze là đến 600 level ở đây mới thức tỉnh được. Mà trong khi Inu có 50 hay 60 level là thức tỉnh được rồi. Nó bất công bằng ở chỗ đó đó anh em à. Nhưng mà cũng là cái gia tộc của người ta nên là mình cũng không nói được gì hết ha. Rồi thì coi như là video ngày hôm nay thì mình nghĩ là tạm dừng tại đây đi em. Tại vì mình cập nhật những cái up mới cho anh em và bạn xem thôi. Rồi anh em cố gắng chiều nay phải đi tìm được một món trong 4 cái món mà vừa mới up cho anh em. 2 3. Món này thì cũ rồi nhưng mà đã sửa lại rồi. Nên là anh em cũng cố gắng đi tìm thử xem coi em. Thử vận may, biết đâu vận may sẽ đến anh em. Rồi video đến đây thì cũng gửi lời cảm ơn rất nhiều anh em đã ủng hộ channel của mình. Và hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và tiếp theo nha. Bye bye anh em. Nhớ cố gắng tìm nha anh em. Bye bye.